Ui, như Nguy thật hiểm luôn. nhờ. Đỏ Bạn luôn luôn nha. Giống rồi, trên tường luôn mọi người. Ui, anh phải cho nó khẽ nó trổ vào. Không, tí nữa cho lạc, bùi lạc ở kia thôi. Ui, nhìn ngon chưa, ngon chưa. Ngon đấy. Đỏ ao ao luôn nhỉ. Mập dần phết đấy chứ. Không biết ăn như thế nào rồi. Thì ra cái tiêu à. Ăn kiểu gì chả giống giống kia. Giống kia là giống gì? Giống bình thường. Phong thì nó chụp. Cái này phải để nguội là nó sẽ tự đông nhá mọi người nhá. Ui, thế mà được ba mâm đầy cơ. Mày mày kéo cái mâm này ra khỏi cái mâm kia đi, nó cay. Ba mâm đầy đây này. Đấy. Hợp lý đấy. Mâm này nó hơi bị cay. Rồi, tí xử lý sau. Nó chưa đông được luôn, thế nên là không sợ mọi người ạ. Thừa tiết này. Thừa tiết. Thừa tiết thì chưa làm canh. Ê, không, anh ơi. Tí nữa cho đường vào trong đống đá. Để vừa cho muối ấy, cho đường. Được không? Ừ, để chưa làm canh luôn. Chưa có nước canh ăn đâu. Mọi người thấy chưa? Thấy thế nào? Đây là ba mâm tiết canh của anh em mình đã hoàn thành rồi nhá. Anh ơi, lé. Chắc là đông rồi đấy. Đông rồi đấy. Đông rồi. Mày thử sấn xem, ăn thử xem so với tiết canh thật thế nào. Để em thử miếng nhé. Nào sấn. Xịt. Quả là mình to cho nó sướng. Siêu đông luôn nhá. Xả này. Mời tất cả mọi người nhé. Tiết canh của mình, anh em mình đông như thạch luôn này. Thế nào, vị? Mát lắm. Mát này. So với tiết canh thật. So với tiết canh thật nhá. Hơi thiếu một tí vị ngọt của cái tiết canh ấy. Thiếu một tí cái gì ấy. Nhưng mà ăn nó cũng gần giống nhau ấy. Ăn lên là chanh chanh mát mát rồi. Lấy chanh. Ừ đúng rồi. Chanh với lạc. Ôi thôi không cần lạc, chanh thôi. Em lấy chanh, chanh thôi. Vắt cho tao cái chanh vào chỗ này. Vắt cho tao cái chanh chỗ này. Chỗ này à? Bây giờ mình sẽ thử cảm nhận xem sao nhá. Rồi thôi thế thôi. Em thử ăn miếng tiết canh. Chơi hẳn bằng đũa luôn. Đồng đấy. Đông. Ăn chanh chắc ngon hơn đấy anh ơi. Từ từ, vẫn phải dùng thìa. Chanh ngon hơn. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Bắt chanh ngon hơn không? Để làm thử phá. Cứ nhạt. Nhạt nó mà ăn nó mát mát chanh chanh ấy. Đưa thử lại một miếng nữa trong mình sẽ cảm nhận cho mọi người biết về món tiết canh này nó so với tiết canh thật nó như nào nhé. Bát chanh ăn ngon hơn mọi người ạ. Nó chỉ nhạt nhạt thôi nhưng mà nó thơm vị chua ngon. Quá nhiều chanh mà. Chưa biết vị. Giờ ta làm một miếng to nào. Ngon quá đấy. Ngon nhạt. Ăn không có vị gì khác ngoài thanh thanh mát mát mà. Mới cả vị củ bưởi ấy. Giờ bình được rồi. Để mà nói tiết canh của dền này chấm điểm đạt điểm 6. Đấy, đạt điểm 6. So về ngoại hình về kia nhá. Tức là mình đổ ít kia quá. Thật sự là về ngoại hình đây. Y chang 100%.
95% y chang tiết canh thật. Còn về vị ấy, thì nó lại không có vị ngọt như tiết canh, mà nó nhạt nhạt ấy. Nó phải có vị gì đấy nó, để mình nói là nó vẫn thiếu. Đúng là hàng giả không bao giờ bằng hàng thật. Đây là hàng super fake chứ gì nhỉ? Như ăn ngon quá đấy. Đây hàng này hàng super fake chuẩn luôn. Ăn khá là được. Nhưng mà để mà bây giờ nhá, anh em mình sẽ ăn mâm này, còn chỗ này nhá, anh em mình sẽ đi cho mọi người thưởng thức xem là có ai phát hiện ra đây là tiết canh giả hay không nhá. Mọi người đoán thế nào? Các bạn thấy là nếu mà mọi người ăn thì sẽ bao nhiêu người đoán đúng, bao nhiêu người đoán sai? Mình sẽ dự đoán là khoảng tầm 7 người đoán sai, 3 người cảm thấy không biết nó là củ giáo gì. Đấy. Em phải đoán là 8 người đoán sai. Khả năng là sẽ sai nhiều, tại vì ở đây nãy mình cho hơi nhạt một chút. Giả dụ mà cho nó đậm đậm lên tí nữa sẽ có khả năng rất ngon đấy nhỉ. Nhưng mà không thể bằng được tiết canh thật. Tiết canh thật nó có vị ngọt của tiết. Nó có, mình không biết tả như thế nào. Anh ơi. Thôi bây giờ đi. Bây giờ đi bắt canh rồi nha. Cái nước trong này nó tan ra cơ. Cái này còn chưa đông lắm này. Không phải đâu, vắt chanh vào là nước mình tan ra đấy. Tan ra? Ừ. Thôi thảo nào, thế từ đây nhá. Đây, mình sẽ thử gắp lại một miếng ở chỗ này nhá. À, mọi người nhìn kỹ này. Không vắt chanh. Rồi, đần ở bên trên. Nó vẫn có cái nước hoặc là gì đấy. Mình căn bản là chắc là do mình cho ít cái thạch rau câu quá, nó bị loãng, nhiều nước quá nó bị loãng. Và thứ hai nữa là cái nước rau gì không cần. Bây giờ phải đi trải nghiệm thực tế luôn. Đúng lại là vẫn ăn được đấy, ăn khá là ngon, mát, thanh và cũng có vị của tiết canh ấy, nhưng mà không thể bằng được. Bây giờ phải đi thực tế mới được. Bây giờ nhá, cái này để đợi tí nữa anh em mình ăn, đem hẳn hai cái nguyên này đi thử nghiệm cho mọi người ăn thử xem là sẽ như thế nào. Let's go. Mang mấy cái thìa đi. Ok. À, mấy bên mâm đi. Ui anh ơi, anh em vào đây đây. Thử tiết canh với chị đây. Tiết canh đâu? Thử miếng. Anh ăn miếng. Ăn tiết canh không? Toàn làm miếng tiết canh. Anh ăn tiết canh không? Rồi, thì đây, tiết canh gì đấy? Thử ăn xem, cứ thử ăn đi. Ăn nhá, bắt thoải mái. Toàn ăn không? Có ạ. Đố ăn cảm nhận được là tiết canh gì. Đố ăn biết tiết canh gì đấy. Chúng một thìa. Anh Thanh ăn tiết canh không? Sợ. Cam ở đâu đây? Ở nhà. Cổ, ba bước chân vẫn đi xe máy. Ăn miếng tiết canh. Thôi, không ăn tiết canh à? Anh ăn tiết canh không? Hơi nhạt đúng không? Hơi nhạt. Thế mà vẫn đông nhỉ? Xinh quá à? Này không biết tiết canh gì à? Không biết. Đây. Đây tiết canh gì à? Thử lại cái nữa. Mày chín à? Thơm cứt. Dê đúng không? Dê á? Không phải. Không phải dê. Không phải dê. Tiết canh gì đấy? Tiết canh gì? Đúng không biết. Thử lại miếng nữa xem Tuấn tiết canh gì. Chưa chua bắt thêm nút nửa quả nữa mà mang một quả chanh ít quá. Ông Trung ơi. Ông Trung. Tiếp theo sao ông Trung sao? Cắt lấy chục quả chanh nữa. Ăn phổi à? Không, nhậm đấy. Phổi cứt. Anh biết tiết canh gì không? Heo à? Không. Đấy mà nó là tiết. Nó là tiết. Tiết canh người đấy.
cái cả đấy. Cho nó cổ tay cổ chân. Cắt cổ chân. Đâu, cổ chân đâu. Không ai ghét thích cái gì. Nhưng mà ăn được không? Được. Hơi nhạt tí thôi. Hơi nhạt, cũng tạm được không? Nặng tí nước ngọt. Nhưng mà nó là cái gì? Đố là biết cái gì? Ngan vịt lợn gà dê. Đoán tiếp. Cho đoán tiếp. Vẫn đúng sai à? Vẫn sai. Thỏ sai. Cừu à? Sai. Ngựa có sai. Tiết canh có chín. Tôi tiết canh ơi. Thì ăn tiết canh không? Đố có biết tiết canh gì đấy? Đây nó là cái gì? Ngon lắm. Đố ai biết được. Rồi bây giờ tí nữa sẽ bảo ngon phết đấy. Làm được nữa rồi. À, sang bên này cho ông Trung bên này ăn thử xem thì biết cái canh gì không? Anh xem clip xem cái canh gì đấy. Bà cứ ăn đi. Không chết người được. Ăn được. Ngon không? Hả? Không phải đâu. Không phải đâu mà cháu bán. Lợn không phải. Ăn chó gà vịt luôn mà không đúng. Anh có thử miếng tiết canh không? Chưa tiết canh không? Canh gì ở bên đấy? Chưa ai phát hiện ra là tiết canh gì. Nếu mà ai phát hiện ra sẽ có một phần thưởng lớn. Vắt chanh nào không? Long này ơi. Không phải chó đâu. Không phải, chó đã có mùi. Không phải chó. Không phải ngang. Đa điểu. Ê, cái canh đa điểu. Hả? Vâng, không phải canh gì ấy. Canh đa điểu à? Dạ, không có canh đa điểu à? Không có mùi canh gì. Canh gì ấy? Không có mùi canh. Chuẩn luôn. Khó nhận, khó nhận. Nhị lắm. Nghe giáo sư đang trầm ngâm. Chưa biết là tiếng canh ngóng. Đang nghe ngóng. Chưa rõ âm rồi. Anh Long ăn được không? Long thử nướng ngâm tiếng canh gì? Xài quá, tiếng canh lại xài chết đấy. Đúng rồi, chưa tiếng canh gì đấy. Không phải đâu. Tiếng bà. Sao thể thế nhỉ? Thể thế. Ăn ít là sao phát hiện được? Không biết. Tiếng canh cá à? Đang định bảo là tiết canh cá đấy, định lừa là tiết canh cá nhưng không phải. Tiết canh người đấy. Anh vẫn chưa nghĩ ra. Tiết người. Có cần thử lại cái nữa cho chuẩn không? Thôi, nhưng mà cái này thì chỉ nghĩ là ấy thôi. Là gì vậy? Em đoán rồi. Nó mát như lâu thế này. Có. Nhà, rốt, thịt, ngan. Không phải tiết canh lươn. Không phải tiết canh lươn. Sai hết rồi. Không phải động vật. À, củ giấy. Củ giấy. Củ gì đỏ nhỉ? Củ quai đỏ ấy. À, đúng rồi, còn đúng rồi. Nấu đệ bê không ai ăn à? Ý à? Củ rền, củ rền. Rền, đấy. Hơi nhạt một tí nữa, nặng tí nữa, khả năng không ai phát hiện. Rồi, rồi. Nhan là chất canh. Đúng rồi, bác. Mới bia là chất canh. Ồ, cô ok luôn. Đây, ai đổi nhan là chất canh. Cái canh gì đấy? Đấy. Cái canh gì đấy? Làm nhiều quá. Làm miếng xem biết là cái canh gì không? Cái canh gì đấy? Ăn xong nói ra. Đừng, đừng có ăn. Làm nhiều thế. Ngon lắm. Cái quỳnh mày chị. Cháu có ăn bao giờ đó. Bằng tiết canh, tiết canh gì đấy? Nhưng mà bắt chanh mà. Hà tiết canh gì đấy? Bà cứ ăn rồi. Cứ ăn được sao biết phải không? Rồi bật mí. Chả có ba chả ăn tiết canh bao giờ. Ngon nhỉ? Hơi nhạt đúng không? Ừ, nhạt, hơi nhạt. Nhưng ngon lắm. Nhưng mà biết tiết canh gì không? Đủ tiết canh chó là được không? Không, không phải tiết canh chó, ai ăn tiết canh chó? Tiết canh cá. Tiết trên nào? Không phải đâu. À, tiết canh cá không? Không, tiết canh cá. Không, không tanh, không phải tiết canh cá. Là điểu. Tiết canh gì? Không biết. Tiết canh cá. Nhà nó không phải ngon. Nhà nó không phải ngon cơ, chẳng thế nào. Không biết là từ lại miếng nữa. Ăn miếng nữa. Ăn miếng nữa. Ăn phải ăn hai miếng, ăn miếng nữa. Đây không phải tiết canh. Này. Này như là cái không phải tiết canh. Không phải tiết canh mà. Chứ không phải tiết canh cái gì đấy. Không phải tiết. Như là xương sụn là của lợn. Đây là củ rền. Ôi. Củ rền ấy. Củ rền đó. Củ rền nấu canh ấy. Trời. Không phải. Nấu xay không, xay nước ra xong sao rồi. Sao nó ăn nó giống cái canh thế nhỉ? Như là cái mồi. Tại vì nó có cái mồi. Cái mồi là mồi cái gì? À, mồi cổ lợn nhỏ. Lợn. Ờ mồi mồi. Nó kiểu là nó. Đây. Bát gì? Lấy ăn đĩa luôn. Bát mua bát gì cả sao? Ý là múc con gì một bát. À đây. Cháu cũng mong luôn. Chị lấy luôn cả mâm. Bóng cháu cũng mong luôn. Bóng ngay như bạn lấy cho vào lấy cho ông nội một ít. Đấy lấy cho chị phải chị bố. Không đun luộc. Yên để đi. Yên để đi đi đi. Không hấp không chị hấp lên được không ăn. Cái này không phải chiếc canh đâu. Đem ra người ra mỗi người thưởng thức mấy cái bóng đem ra đây bà lấy cho ông. Ngon thế đấy. Nó có mùi
Dạ. Nó có cái thông liệu của tiết canh nên là nó canh. Giống. Ừ. Nó là củ rền đấy. Rồi, con đi nó đây. Đưa đây, bà. Canh ơi. Canh này, đưa canh này. Thương ơi, tắt máy đi. Tắt máy đi. Rền là củ gì à, cũng? Củ rền đấy, cái củ đỏ đỏ mà to to bằng này này. Củ rau rền ấy. Củ rau rền đấy. Nó như củ khoai, nó trùng trùng màu tím. Không phải thế cho cả tiết là canh lợn nữa à? Không cho tiết canh mà, thế sao nó toàn củ rền hết. Không có mùi mà cháu không tưởng tượng được ra. Chắc chắn là có xiên. Có, canh lợn. Đấy là nhầm lợn thôi. À, nhầm lợn đúng. Vẫn mang lợn lợn lợn. Chà, à, tình hình là không hết mọi người ạ. Của mình ế. Vì không phải ế mà vì hôm nay không gặp đông, đáng nhẽ ra xuống quán dưới kia là mọi người đang nhậu ở dưới đấy thì sẽ bay sạch ngay. Nhưng mà hôm nay anh thấy mọi em người đúng không? Mọi người đi đánh cá hết rồi ở ngoài đổi ạ. Tí nữa anh em mình cũng đi. Khả năng là thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye các bạn nha. Khi mà em ạ, cái cây không? Khi mà mình đi mời mọi người thưởng thức món tiết canh này, không ai phát hiện ra là đây là không phải là tiết canh mà cứ đoán lung tung hết lên. Nói chung là cũng khoảng độ tầm 70% là tiết canh rồi, mình cho hơi nhạt một chút thôi. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye.